mệt mỏi, bế tắc vì mụn mải không thuyên giảm. Đừng bỏ cuộc, hãy đến với Maisa nha. Em xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi livestream của Maisa. Hiện tại Maisa đang quay cận cảnh hiện trạng da của em khách hàng này đến Maisa làm dịch vụ làm đẹp da mụn với các chị. Và bây giờ em mời các chị cùng xem hiện trạng da của em khách hàng này trước khi đến Maisa làm dịch vụ sẽ bị những vấn đề như thế nào nha. Và các chị ơi, tình trạng của em khách hàng này là bị mụn viêm sưng của tuổi dậy thì, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh khiến mụn lây lan khắp hai bên gò má. Đi kèm với đó là những vết thâm đỏ, thâm tím, sẹo lõm chằng chịt trên bề mặt da. Đây là di chứng do mụn viêm để lại. Em trai này cũng đã sử dụng rất nhiều sản phẩm và phương pháp để cải thiện làn da nhưng không hiệu quả. Tình trạng mụn cứ tái đi tái lại khiến em mệt mỏi, bế tắc, mất tự tin trong giao tiếp. Thể trạng da thì sần sùi, nhạy cảm, lỗ chân lông to, dầu nhờn nhiều vùng chữ T, mụn ẩn và sẹo lõm trải rác toàn bộ gương mặt. Sau khi được giới thiệu và tìm hiểu thì em trai này đã tin tưởng và quyết định lựa chọn Maisa để làm đẹp. Bây giờ em xin phỏng vấn em trai này một vài câu để hiểu hơn về cái quá trình làm đẹp da tại Maisa nha. Em ơi, cho anh hỏi tí xíu nha. Da của mình á bị mụn như thế này trước giờ em có từng đi điều trị ở đâu chưa? Dạ có. Em đi đâu? Dạ Minh Gia Lữ. Cơ duyên nào mình biết đến Maisa vậy em? Dạ cô em dẫn em tới. Cô em dẫn em tới. Vậy bữa nay mình được giới thiệu tới Maisa để làm đẹp thì Maisa sẽ cố gắng là làm đẹp da, lấy lại sự tự tin đối với làn da cho em nha. Và các chị ơi, một lần làm đẹp da mụn tại Maisa chi phí là 1.6 triệu. Nếu các chị chia sẻ livestream ưu đãi chỉ còn có 800.000 thôi ạ. Cực kỳ bình dân luôn. Đối với làn da mụn, các chị sẽ được áp dụng công nghệ Pixel Zero 2. Bây giờ em mời cả nhà cùng theo dõi quá trình Maisa làm đẹp da cho em khách hàng này nha. Sau các bước thăm khám, tư vấn và làm sạch da thì sẽ tới bước sử dụng công nghệ cao lên trên làn da. Da của em khách hàng này đã được lấy nhân mụn sạch sẽ và sử dụng công nghệ Pixel Zero 2 để chiếu ánh sáng trực tiếp vào từng cồi mụn. Mục đích là nghiền nát, phá vỡ, phân hủy tận gốc từng cồi mụn, mụn triệt tiêu các tác nhân gây mụn và ổ viêm sưng dưới da. Tiêu mụn thì đã xong rồi, bây giờ Maisa sẽ tiến hành tái tạo da và em mời bác làm nha bác. Và các chị ơi, các chị nhìn vào trong màn hình giúp em nha. Các chị quan sát có thấy cái ô vuông định hình màu đỏ đỏ không ạ? Công nghệ này là công nghệ Pixel Zero 2 sẽ chiếu ánh sáng thông qua một thấu kính hội tụ để tạo ra một mạng lưới vi điểm lên trên bề mặt da, làm cho da bị tổn thương và viêm sưng trong chế độ an toàn. Tức là nó không hư hại cấu trúc da của các chị đâu, mà ngược lại theo cơ chế tự làm lành, tự phục hồi của làn da, nó sẽ kích thích elastin sản sinh ra collagen để tạo thành một cái hệ tế bào mới, khỏe mạnh và non trẻ hơn, thay thế cho các tế bào bị lão hóa và hư tổn. Ngoài vấn đề làm đẹp da mụn, làm đầy sẹo đỏ thì công nghệ này còn trẻ hóa được làn da, thu nhỏ lỗ chân lông, điều tiết lượng nhờn, giúp loại bỏ lớp da sần sùi vỏ cam, làm cho da căng trắng mịn, rút ngắn thời gian làm đẹp và cắt giảm chi phí cho quý khách hàng. Và sau khi làm đẹp da bằng công nghệ cao thì da của các chị sẽ có hiện tượng như sau nha. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba, da sẽ bị viêm sưng trong chế độ an toàn. Từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy thì da sẽ phục hồi và giai đoạn này da sẽ kích thích elastin sản sinh ra collagen, dân gian gọi là ra da non, còn khoa học gọi là tăng sinh collagen để làm cho da của mình nó căng hơn, trắng hơn, mịn màng hơn. Đồng thời công nghệ này sẽ giúp loại bỏ cái lớp da sần sùi vỏ cam, điều tiết lại lượng nhờn. Đây là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng đối với da mụn rỗ luôn nha các chị. Còn từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12, làn da nó sẽ phục hồi hoàn toàn và bong tróc hoàn toàn. Từ ngày 12 đến 2 tháng rưỡi sau, làn da sẽ tiếp tục tăng sinh collagen, làm cho da căng, trắng mịn, đẹp lên mỗi ngày nha. Các chị ơi, công nghệ Pixel Zero 2 nó cực kỳ là vi diệu đó các chị. Nó sẽ kích thích elastin sản sinh ra collagen. Mà collagen là gì ạ? Collagen là một loại protein được ví như một dạng keo để kết nối các tế bào với da. Collagen nó sẽ là một trong những yếu tố quyết định sự đàn hồi và săn chắc của làn da. Tuy nhiên, theo thời gian tuổi tác, do những tác động môi trường như thời tiết, khí hậu, là chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không hợp lý, thì collagen càng ngày càng chuyển hóa và mất đi, không đủ cho các tế bào mô da, làm cho nền da các chị mình bị mất độ đàn hồi của làn da, mất sự săn chắc của làn da, xảy ra tình trạng chảy xệ và lão hóa rất là nhanh luôn. Theo dự đoán của khoa học thì sau năm 25 tuổi, lượng collagen trên cơ thể sẽ suy giảm đi mỗi năm. Lượng collagen mỗi năm sẽ mất đi là 1% đó các chị. Đến năm tuổi 30 thì lượng collagen càng ngày càng thiếu hụt một cách đáng kể hơn nữa. Và có rất là nhiều cách để tăng sinh lại collagen như là tập thể dục nè, ăn uống khoa học, ngủ nghỉ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái. Tuy nhiên hiệu quả nhất và khoa học nhất vẫn là sử dụng bằng công nghệ Pixel Zero 2 nha các chị. Nó sẽ có hàng ngàn hạt vi điểm chiếu lên bề mặt da và theo cơ chế tự phục hồi của làn da, nó sẽ tự động sản sinh collagen.
Ngoài ra thì nó còn loại bỏ đi những lớp sần sùi vỏ cam, điều tiết lượng mỡ nhờn, thu nhỏ lên chân lông, trẻ hóa da mà không cần phẫu thuật bên các chị mình nha. Và các chị ơi, khi đến chăm sóc da tại nhà Marisa thì Marisa luôn sử dụng những cái máy móc công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, nhập khẩu chính hãng từ nước ngoài, chứ không phải là những máy đểu, máy dởm, làm cho khách hàng khiến làn da không hết mụn mà còn bị tổn thương trên da, làm mụn sưng viêm và lây lan nhiều hơn nữa. Cùng với điều trị không đúng cách sẽ để lại những cái sẹo rỗ trên da luôn nha các chị mình nha. Nên các chị hãy lựa chọn cho mình một cơ sở uy tín chất lượng để đặt niềm tin. Và Marisa khẳng định luôn đưa uy tín chất lượng lên hàng đầu. Minh chứng là với 25 năm thành lập, Marisa vẫn luôn đứng vững trên thị trường thẩm mỹ. Thật ra những với những làn da mụn như thế này thì các chị cũng có thể tìm và điều trị ở những nơi khác. Nhưng mà với công nghệ máy móc tiên tiến như vậy thì với chi phí cực kỳ là cao đó các chị. Mỗi lần mình làm là tốn hết 10 triệu, 20 triệu, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nhưng đến với Marisa, sẽ em luôn muốn mỗi một chị em nào cũng có một làn da đẹp, tạm biệt một làn da có mụn, có thâm, có sạm. Trên da đánh giá cực kỳ là bình dân luôn. Bình thường là Marisa làm với giá là 1,6 triệu. Bây giờ trong phiên livestream này, Marisa ưu đãi chỉ còn có 800.000 đồng thôi các chị ạ. Nên là những chị yêu nào mình đang gặp vấn đề về mụn nè, thâm mụn, sẹo rỗ trên da thì làm cho các chị mình mất tự tin thì hãy ngay đến ngay với cơ sở thẩm mỹ của nhà Marisa để mình được chăm sóc da, trả lại làn da không có mụn nha các chị mình nha. Và sau khi làn da bong chóc và phục hồi thì các chị sẽ tiếp tục sử dụng cho em cái bộ sản phẩm B17 này các chị mình nha. Bộ sản phẩm B17 nó gồm có 3 món. Đầu tiên là sữa rửa mặt sạch sâu axit amino. Thứ hai là kem loại bộ mụn triệt để của nhà Marisa. Và thứ ba là kem loại bộ sắc tố. Đầu tiên phải nói đến là kem sữa rửa mặt sạch sâu axit amino. Thì sữa rửa mặt này nó sẽ giúp lấy đi hết những cái bụi bẩn ở trên da, những cái lớp mách cúp cứng đầu ở trên da, làm cho nền da của mình thông thoáng lỗ chân lông nè, làm cho nền da của mình rửa sạch da nhưng không hề bị khô căng da. Và các chị ơi, hãy sử dụng cho mình một cái sản phẩm sữa rửa mặt uy tín chất lượng. Tại vì vô tình mình sử dụng những cái sản phẩm sữa rửa mặt không có rõ nguồn gốc, những cái sản phẩm sữa rửa mặt trôi nổi ngoài thị trường thì nó cực kỳ là nguy hiểm đó các chị. Bởi vì ví dụ như các chị mình sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt với độ pH nó quá cao thì làm bào mòn nền da, làm cho da bị khô căng da, tiết ra chất nhờn nhiều hơn, từ đó sản sinh ra mụn nhiều hơn. Còn ví dụ như các chị sử dụng những cái sản phẩm sữa rửa mặt với độ pH nó quá thấp thì nó không sạch ở trên da, nó làm da càng nhờn nhiều hơn, thì bụi bẩn nó vẫn còn ứ động ở trong da, thì da bị bí tắc lỗ chân lông cũng sinh ra mụn rất là nhiều luôn cho các chị mình nha. Và các sản phẩm sữa rửa mặt axit amino của nhà Marisa là sạch sâu nhưng mà vẫn giữ lại cái độ ẩm ở trên da, vẫn giữ lại cái ẩm ở trên da nên là không có bị sinh ra mụn đâu cho các chị mình nha. Và thứ hai là sản phẩm kem loại bộ mụn triệt để của nhà Marisa, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp khô cồ mụn mình nhanh hơn và mụn sẽ tự động rớt ra sau khi mà các chị mình rửa mặt sau 5 đến 7 ngày, nên là các chị không cần phải cậy mụn nặng mụn làm cho da bị tổn thương và sưng viêm, để bị lây lan ra và thậm chí là để lại sẹo rỗ luôn. Nên mình rất nên là sử dụng cho em cái sản phẩm kem loại bộ mụn triệt để tại nhà Marisa nha. Và cuối cùng là kem loại bộ sắc tố tại nhà Marisa, thì cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ đẩy đi những cái sắc tố thâm sạm ở trên da nè, làm nghiền nát phá vỡ những sắc tố thâm sạm đó và làm đồng đều tông màu da cho các chị mình luôn, loại bỏ đi những cái sần sùi vỏ cam ở trên da. Nên là đây là bộ sản phẩm B17 kết hợp 3 sản phẩm với nhau, gồm sữa rửa mặt sạch sâu axit amino, kem loại bộ mụn triệt để và kem loại bộ sắc tố. Ba cái này kết hợp với nhau tạo nên một hiệu quả vô cùng vi diệu trên nền da có mụn. Nên là các chị mình sau khi sử dụng công nghệ cao Bixel CO2 tại nhà Marisa thì tiếp tục sử dụng kem bộ B17 này thì đã tạm biệt làn da mình có mụn luôn nha. Và các chị ơi, một lần làm đẹp da mụn như vậy đang được ưu đãi chỉ còn 800 ngàn thôi. Còn bộ B17 bao gồm 3 món là sữa rửa mặt sạch sâu amino acid, kem loại bộ mụn triệt để và kem loại bỏ sắc tố đang được ưu đãi chỉ còn có 1,838,000 nếu các chị chia sẻ livestream này. Và thông qua livestream này thì em cũng muốn nhắn nhủ với các chị một điều như thế này: da mụn đỏ, các chị đi những nơi khác họ lăn kim, phi kim, chấm tinh chất, đốn điện, điêu da, miều da các kiểu thì những cái công nghệ đó cũng được đó, nhưng mà đây là những cái công nghệ thủ công nha, nó phụ thuộc rất lớn vào tay nghề và tâm lý của kỹ thuật viên. Nếu mà hôm nào tâm lý của họ bất ổn nè, ví dụ như giận người yêu đi, tâm trạng không tốt, không tập trung, không chú tâm thì có thể là tổn thương hư da và nhiễm trùng nha các chị, cực kỳ rủi ro luôn. Mà đi làm đẹp thì không có hên xui như vậy được, không có năm ăn năm thua như vậy được, lỡ hư da mình thì mình là người thiệt chứ ai mà chịu cho mình, đúng không? Vậy nên các chị phải lựa chỗ uy tín mà làm. Tại Marisa là máy móc được nhập khẩu chính hãng, máy xịn, làm đẹp cho các chị là làm đẹp an toàn, nói không với máy giả, máy đệo bắn xong hư da của các chị nha.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng sẽ có những chỗ khác họ có những cái móc tiên tiến hiện đại đó, nhưng mà số lượng đếm trên đầu ngón tay và mỗi lần làm thì cũng gần cả chục triệu, thì cũng khó lòng cho chị em mình để làm đẹp đúng không ạ? Cơ sở thẩm mỹ thì mọc lên nhiều lắm, như nắm sau mưa luôn, nhưng mà mình phải biết chọn mặt gửi vàng chứ không là tiền mất tật mang, lợn lành thành lợn què thì tội các chị lắm. Miley Cyrus với uy tín và 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp là địa chỉ để các chị tự tin gửi gắm niềm tin và nhan sắc nha các chị yêu nha. Miley Cyrus không những làm đẹp cho 5 chị, 10 chị mà đã làm đẹp cho hàng triệu khách hàng rồi. Bây giờ em mời các chị cùng xem một vài trường hợp đã làm đẹp da thành công, đặc biệt là da mụn tại Miley Cyrus nha. Đây là hiện trạng của một chị khách hàng, mụn viêm sưng, mụn mọc trên da rất là nhiều luôn. Và da này cực kỳ nhạy cảm, lỗ chân lông thì to, các chị thấy không? Nhưng mà sau khi làm đẹp da bằng công nghệ cao xong, làn da đã thay đổi hoàn toàn. Nói nôm na là lột xác luôn các chị. Mụn viêm sưng, mụn lây lan đã mất đi hết rồi. Cái này em không xài app nha, tại vì em zoom lên cho các chị coi là mình vẫn thấy được cái lỗ chân lông của khách hàng. Nhưng mà bây giờ vấn đề thâm mụn nè, thâm tím hoặc là mụn viêm sưng, mụn lây lan, mụn ẩn không còn nữa, da trở nên đều màu hơn, căng hơn, mịn hơn, hầu như là cũng không có mụn ẩn luôn. Và chị này chỉ mới được 15 ngày thôi. Nếu chị này tiếp tục kiên trì, da tiếp tục tăng sinh collagen và tiếp tục kiên trì sử dụng bộ B17 thì da sẽ càng ngày càng mướt mát, càng đẹp hơn nha. Và đây là trường hợp của chị khách hàng thứ hai, mụn đỏ, mụn viêm sưng cũng khắp bề mặt da, lan lên cả trên trán luôn. Nhưng mà sau khi làm xong thì làn da cũng cải thiện, căng bóng, mướt mát hơn, các chị thấy không? Và ở đây á là các chị nhìn cái khung cảnh xung quanh giúp em. Đây là hình này chị này chụp tại nhà chứ không phải là chụp tại Mai Sa nha, nên không có Photoshop, không có xài app gì được đâu các chị. Cái này là hình người thật, việc thật, khách hàng gửi cho Miley Cyrus luôn. Khách hàng làm xong về được Miley Cyrus kết bạn Zalo để chăm sóc, và các chị này sau khi làn da thay đổi thì các chị chụp hình gửi lại cho Mai Cyrus thì làn da đã thay đổi cực kỳ ngoạn mục luôn các chị nha. Đối với làn da mụn á, các chị mình có thể sử dụng nhiều sản phẩm nè, làm nhiều biện pháp, nhưng mà mình phải tìm hiểu thật là kỹ, tại vì cái cuộc chiến với mụn là cái cuộc chiến dài hơi, đòi hỏi cái sự khôn ngoan sáng suốt, và các chị lựa chọn thì cũng phải lựa chọn chỗ uy tín mà làm, chứ không thôi tình trạng mụn cứ tái đi tái lại, thậm chí là để lại những cái sẹo đổ ở trên da, thì sau này những cái đó mình muốn loại bỏ thì nó cực kỳ tốn kém thời gian và chi phí nha. Còn đây là trường hợp của chị khách hàng thứ ba, mụn này là những cái nốt mụn rất là to ở trên da luôn, nhưng mà sau khi làm xong thì da cũng được cải thiện rất là nhiều đúng không ạ? Mụn là hầu như là biến mất hết rồi. Và đối với làn da mụn thì các chị sử dụng giúp Miley Cyrus bộ B17 nha. Và các chị ơi, những chị em nào muốn tham khảo, tìm hiểu thêm về sản phẩm và dịch vụ của Miley Cyrus thì em mời các chị tham gia vào hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng Miley Cyrus nha. Trong đây có gần 300.000 thành viên, người thật việc thật, nên các chị mình cùng vào đây để giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tích lũy thêm kinh nghiệm để chúng ta cùng đẹp, cùng xinh hơn nha. Các chị á, Miley Cyrus tư vấn cho các chị, nhiều khi các chị mình chưa có rõ nè, thì mình chưa cần phải đến Miley Cyrus làm liền đâu, chưa cần phải mua sản phẩm liền đâu, mà các chị có thể vào đây, các chị nằm vùng, các chị tàu ngầm ở trong đây đi, và mình có bất cứ thắc mắc nào, các chị cứ đặt câu hỏi lên trên nhóm này, thì sẽ có rất nhiều những chị em nhiệt tình vào đây trả lời cho các chị. Miley Cyrus không cài cắm người vào đây đâu, chỉ có đội ngũ quản trị viên ở trong đây để trả lời những cái thắc mắc của các chị thôi. Còn ví dụ các chị muốn tìm hiểu về phản hồi của khách hàng về các cái dịch vụ sản phẩm tại Miley Cyrus, muốn tìm hiểu coi là khách hàng tại Miley Cyrus đến Miley Cyrus làm đẹp đã cải thiện, đã đẹp lên như thế nào, thì các chị cứ tham gia vào hội nhóm này nha. Và sẵn thông qua cái sóng livestream này thì em cũng muốn các chị em là nâng cao, đề cao cảnh giác, tại vì bây giờ có rất là nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng vào uy tín và thương hiệu của Miley Cyrus và yêu cầu các chị chuyển khoản trước vào tài khoản cá nhân bằng các cái hình thức ví dụ như là tuyển dụng, tuyển cộng tác viên, tuyển đại lý, thì Miley Cyrus khẳng định luôn trên sóng livestream này là Miley Cyrus không có nha. Và các chị mình chốt dịch vụ hoặc mua sản phẩm tại Miley Cyrus thì chỉ có hai đầu số hotline gọi ra để chốt đơn thôi. Các chị nào mình hay mua hàng của Miley Cyrus thì mình nhanh chóng lưu lại hai số hotline này giúp em. Số đầu tiên là 0932699299, số thứ hai là 0287106999. Và Miley Cyrus không yêu cầu các chị chuyển khoản trước vào tài khoản cá nhân nha. Các chị mua hàng, Miley Cyrus miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Khi nào mà nhận được hàng rồi thì các chị kiểm tra ok thì mình mới thanh toán cho shipper nha các chị yêu nha. Và bây giờ thì xin chào tất cả quý khách hàng, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi livestream. Miley Cyrus sẽ cố gắng tìm thật nhiều dịch vụ để like cho các chị em cùng xem. Hẹn gặp lại quý khách hàng vào những buổi livestream tiếp theo, và các chị đừng quên follow, chia sẻ livestream để làm đẹp thả ga không lo về giá nha các chị yêu nha.